Dạ A Di Đà Phật, hôm nay đầy đủ nhân viên và gia đình Phật tử Minh Chơn có tài trợ cho cái chuyến thiện nguyện tại Bảo Lộc cho người già và trẻ em được những cái phần quà, những cái phần quà như thế này. Giờ mà quần áo nè, quần áo ấm, rồi dép già trẻ con rồi lớn, rồi mấy cái đồ bảo hộ. Dạ. Rồi coi như là đồ ở trong này gọi nó sắp xếp chứ không có gì nhiều. Của ít lòng nhiều, nhiều. Mấy ông mấy em gắng học tập tốt để báo hiếu cho quốc gia dân tộc, báo hiếu cho cha mẹ, lợi ích cho chúng sanh. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, ngài có nhắn gửi gì thêm không ạ? Nhắn gửi gì chia sẻ cho mọi người được bình an. Dạ. Đây là chuyến thiện nguyện thứ hai cả nhà. Anh vẫn đồng hành và theo sát với các trẻ em. Anh gắng giữ gìn sức khỏe để cứu độ chúng sanh nha. A Di Đà Phật.